đến thời điểm này dạ. Phạm Văn Luân, số 23 Văn Đức Vũ thủ môn, số 4 Nguyễn Thanh Quang, số 11 Nguyễn Thanh Lâm Tây Ninh sẽ là đội giao bóng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội Đắk Lắk Tây Ninh đã được diễn ra. Đức Vũ bây giờ là phản công cho Đắk Lắk. Như vậy Văn Luân đã rất kịp thời để đệm bóng ghi bàn mở tỷ số cho đội Đắk Lắk. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của Văn Luân. Một tình huống phản công rất nhanh. Thay Quảng Ninh hòa. Không vào. Rất tiếc cho Đồng Văn Trung trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm mà các cầu thủ Đắk Lắk vừa tạo ra về phía khung thành của thủ môn Thanh Vũ. Phản công dành cho đội Đắk Lắk. Một pha phản xạ rất tuyệt vời của Thanh Vũ, rất quyết đoán của tiền vệ Hổ. Rất hay. Xuống dư. Nào không. Vẫn là các cầu thủ Đắk Lắk. Không vào. Và chạm bóng vừa rồi là của Đồng Văn Trung. Rất tiếc cho Đồng Văn Trung khi mà pha chạm bóng của anh hơi nhẹ. Và điều đó không làm khó khăn đối với thủ môn Thanh Vũ. Chúng ta cùng xem lại người thực hiện pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đó là Văn Luân. Rất tiếc cho Đồng Văn Trung. Rất hay. Bạn xuống dư. Một pha chớp thời cơ rất nhanh của tiền vệ cánh phải Đoàn Xuống Dư. Hôm nay chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp giữa Đồng Văn Trung và Đoàn Xuân Dư. Một pha phá bẫy nguyên vị thành công của con số 24 Quốc Việt vào sân. Như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Người ghi bàn cho đội Sipan Fico Tây Ninh đó chính là hậu vệ cánh phải Thành Công. Chúng ta cùng xem lại tình huống lên tham gia tấn công của Thành Công. Một tình huống dứt điểm từ khoảng cách nhất trong cuộc chiến chủ hàng. Rất nguy hiểm. Vào. Đã có bàn sang hòa cho đội xi măng Fico Tây Ninh. Người vừa ghi bàn sang hòa cho đội xi măng Fico Tây Ninh đó là Văn An. Chúng ta cùng xem lại các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã dăn bẫy vương vị không thành công, tạo cơ hội để cho Văn An thoát. Xuân Dương. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Rồi. Không vào. Và dứt điểm vừa rồi là của hậu vệ cánh trái Văn Việt. Suýt chút nữa thì Văn Việt đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Do cả Tây Ninh và Đắk Lắk đã hoàn thành mục tiêu chủ hạng, thế nên trận đấu giữa hai đội ở vòng đấu cuối cùng này. Và như vậy đã có bàn nâng tỷ số, tỷ số lên 3-2. Người ghi bàn đó là Trương Công Thảo bên phía đội Đắk Lắk ghi bàn. Ở tình huống quay trận này cho thấy Văn An và Tuấn Anh chưa được trọng tài cho vào sân. Đánh đầu. Vào.
Người ghi bàn là Trương Công Thảo. Cú đúp bàn thắng của tiền vệ mang áo số 70. Đắk Lắk đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người. Khi mà Tuấn Anh và Văn An chưa được trọng tài Lê Lưu Quang tung vào sân thì ngay lập tức Trương Công Thảo đã tận dụng cơ hội hơn người, lợi thế hơn. Phản công dành cho Đắk Lắk. Văn Lương rất nhanh, rất toán, Văn Lam, Ngọc Lam không vào. Rất tiếc cho tiền vệ mang áo số 11, cầu thủ vừa vào sân Thanh Huy. Một cơ hội rất rõ ràng dành cho Ngọc Lam. Một pha chọc khe rất thông minh của tiền vệ Văn Lương dành cho. Vâng, và như vậy là trọng tài Lê Lưu Quang đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Đắk Lắk gặp Tây Ninh. Kết quả Đắk Lắk giành chiến thắng với tỷ số là 4-2.